Những streamer từng bị viewer đại gạ gẫm. Ở đây, BeTop có bán Sugar, chúng có bán Baby đâu nha. Ai cần tìm Sugar Boy, Sugar Baby thì đi thẳng quẹo phải lên phường để trình bày luôn nha. Phải công nhận là thời buổi bây giờ, các cha già chuyên đi tìm các cô gái trẻ luôn á. Thậm chí còn gạ hẳn trên sóng livestream, khiến cho các idol cũng phải sợ sát dép luôn. Muốn biết các idol xinh đẹp nào dính phải lùm xùm với các daddy thì hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay cùng với BeTop nha. Cùng bắt đầu thế nào. Streamer Misty. Trong giới showbiz thì mấy cái chuyện gạ tình, gạ tiền, gạ đủ thứ cũng không còn hiếm gặp. Có khi thì nghệ sĩ bị gạ và cũng có khi nghệ sĩ đi gạ người ta á. Chẳng hạn như drama về nữ streamer đình đám Misty vậy nè. Cô nàng vừa dính vào một lùm xùm 18 cộng siêu hot luôn. Có một người đóng giả thành Misty rồi inbox nhẹ xin hình ở truồng tắm mưa của một fan girl. Để làm gì các bạn biết không? Ui, có lộ thì cũng lộ vừa vừa thôi má ơi. Vừa nhắn tin đã bảo người ta show này show nọ thì có mà ăn phốt cho no đấy nhé. Vì là một fan girl chân chính nên cô gái đã nhanh chóng inbox cho idol của mình vì nghi ngờ đây không phải là Misty the real mà là Misty fake. Chuẩn nha chị gái ơi, một pha xử lý rất là cái đầu lạnh luôn. Tính ra thì đây cũng là một bài học mà người hâm mộ cần lưu ý. Đừng để tình cảm của mình dành cho những streamer bị trục lợi. Đừng tưởng cứ ai lấy tên của idol thì cũng là idol thực thụ nha mọi người ơi. Cùng xem cô gái nào tiếp theo sẽ bị các anh trai thả bả nào mọi người ơi. Ca sĩ Hương Tràm. Và trong bộ sưu tập các hot girl bị gạ tình thì cũng không có thiếu người bạn thân của ca sĩ Chibu, đó là ca sĩ Hương Tràm nè mọi người ơi. Nữ ca sĩ không ngại chia sẻ đoạn tin nhắn bị một danh nhân lạ mặt thả bả. Cụ thể là người này sẵn sàng tặng cho Hương Tràm một chiếc xe hơi nếu như được cô đồng ý đi chơi cùng. Giọng ca Em Gái Mưa cũng tiết lộ thêm có một đại gia khác cùng cô đến độ sẵn sàng chi ra 10.000 đô la chỉ để cô trả lời tin nhắn của anh ta. Thế nhưng nữ ca sĩ đã phủ phàng đáp trả lại rằng: "Cảm ơn anh, tiền thì em có thiếu nhưng mà em không có cần lúc này." Ui, đúng là một màn xử lý đỉnh cao anh em nhỉ. Bạn là nhất, bạn là số 1. Hot girl Ngân 98. Có thể nhiều người cho rằng Ngân 98 là một cô gái dễ nuốt vì cô rất hay khoe bưởi, khoe đào ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không có dễ đâu mấy cưng. Không phải ai hay khoe này khoe nọ thì cũng dễ chấp nhận mọi lời ông bướm đâu mọi người ạ. Cô nàng từng chia sẻ chuyện từng bị gạ tình 40 triệu một đêm. Đại gia giấu mặt này liên tục hỏi về số đợt 3 vòng của hot girl Bình Định và xin số điện thoại cá nhân của cô nàng để tiện cho việc bốc sổ overnight. Ôi, đáng sợ thế giới loài người quá. Ai trả cái đĩa bay cho mình với nào? Sao mà lắm người gạ tình tồn tại vậy nhỉ? Không biết còn ai cũng dính vào những vụ lùm xùm tình tiền được không? Cùng theo dõi ngay với BeTop nào. Hoa hậu Cẩm Đan. Nhiều người vẫn hay bảo nhau rằng cuộc thi hoa hậu mở ra là để cho những đại gia chọn vợ bé ý. Anh em thì nghĩ sao? Chứ BeTop thì thấy cũng không có đúng lắm đâu nè. Như người đẹp Cẩm Đan đây, cô nàng bất ngờ công khai đoạn tin nhắn nhạy cảm được gửi từ một người lạ. Cụ thể là người này nhắn tin mời chào xoe duyên cho người đẹp đi ăn uống với mức giá gần 400 triệu đồng. Trước những tin nhắn khiếm nhã như thế này, Cẩm Đan từ chối khéo rằng mình không có nhu cầu đi khách, chỉ có nhu cầu tìm tình yêu đích thực thôi. Cách đáp trả vừa lịch sự dứt khoát của Cẩm Đan trước tin nhắn gạ gẫm được đông đảo cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình. Đấy, ít ra phải thế, thà quen một người giàu luôn cho sướng, chứ mắc gì đi ngủ với người này người nọ, phải không mọi người? Ca sĩ Hoàng Yến Chibi. Không giống như bạn thân Hòa Minzy chọn yên ấm bên chồng con, Hoàng Yến Chibi vẫn ung dung một mình và thực hiện những dự án âm nhạc của mình. Và cũng chính vì như vậy mà cô nàng nằm trong tầm ngắm của rất nhiều vị đại gia núp lùm. Cô chia sẻ có một người đàn ông đã theo dõi trang cá nhân của cô từ năm 2013 đến nay. Lúc đầu thì cô cứ mặc định người này là fan chân chính của mình. Tuy nhiên, bất ngờ người này lại gửi cho cô một tin nhắn đề nghị gặp mặt với giá là 8.000 đô. Sau đó, người đẹp đã công khai đoạn hội thoại này lên trang cá nhân. Cô khẳng định bản thân là vô giá trước lời đề nghị khiếm nhã trên. 8.000 đô được gặp em không? Giá gì mà rẻ thế? Không nha. Thế em 10.000 đô có được gặp em không? Không, vì em là vô giá nha. Hoàng Yến Chibi chia sẻ. Wow, chị thật sự là rất cứng.
cứng như trứng luôn chị ơi. Diễn viên Angela Phương Trinh. Đố cả nhà, ai được mệnh danh từng là nữ hoàng thảm đỏ của Vbiz ạ? Vâng, chính là cô nàng Angela Phương Trinh đấy mọi người ơi. Phải công nhận là ngày xưa đã đẹp nhất cái lách, bây giờ ăn chay niệm Phật lại còn đẹp hơn mấy chục lần luôn đó. Đồ nhớt ná. Và dĩ nhiên, với vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng như vậy thì chị đẹp xứng đáng có 10 người yêu luôn. Đùa tí làm gì căng vậy anh em. Mặc dù trước đây Angela Phương Trinh từng gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm, cô cũng không ngại công khai chuyện bị gạ tình qua tin nhắn. Và cái giá mà vị đại gia đưa ra để gặp mặt cô là 20.000 đô la Mỹ. Gặp thôi mà giá cao vậy hả ta? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, các anh em ráng mà làm giàu để sắm cho mình một cô vợ xinh đẹp nha. Ngoài giới nghệ sĩ ra thì các nữ streamer đình đám cũng liên tục bị các chú gạ tới tấp đấy mọi người ơi. Chẳng hạn như nữ streamer Thảo Nari nè. Streamer Thảo Nari. Gái xinh đảm nem mà gái vừa xinh vừa chơi game giỏi thì các anh có mà mê đắm mê đuối luôn á. Chẳng hạn như nữ game thủ đình đám trong giới Liên Quân Thảo Nari đây. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài trong sáng, trẻ trung lại năng động. Cũng chính vì độ xinh đẹp này đã liên tục mang đến cho cô nàng lợi thế, nhưng cũng mang lại cho cô không ít những rắc rối. Chẳng hạn như việc cô nàng bị một vị đại gia gạ tình bằng cách direct thông qua hình thức call video. Người này sẵn sàng bơm gần 300 triệu cho cô nàng chỉ để xem thân thể và bờ môi thôi. Ê má, tính ra muốn dầm môi dầm body thì lên mạng coi được rồi, còn bị đặt con nữa he. Thảo Nari đã từ chối thẳng mặt và cho biết hiện cô đã kết hôn với chồng đại gia và đang sống một cuộc sống sung túc ở Hà Nội. Đấy, hẳn là cưới luôn một đại gia cho riêng mình, chứ đừng để dính tới nhiều đại gia đúng không mọi người? Streamer Thảo Dora. Thì cũng giống như hội chị em, không phải cây cà rem nào cũng muốn xài thì Thảo Dora cũng bị gạ tơi bời. Cô nàng từng khiến cho cộng đồng game dậy sóng khi công khai bị một người đàn ông gạ tình với giá 250 triệu đồng một đêm. Không giấu được sự bực tức, nữ streamer xinh đẹp đã đăng đàn và đính chính với tất cả những fan của mình rằng cô nàng khẳng định mình sẽ không vì tiền mà đánh mất danh dự hay hình ảnh của bản thân. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng và theo đuổi phong cách gợi cảm sexy đến rát cả mắt, thế nhưng cô nàng khẳng định bản thân không phải là tiếp con gái dễ bị cua trên đường tình mọi người ơi. Báo cho các đấng mày râu biết nhé. Bây giờ hội chị em phụ nữ kiếm tiền không có thua gì các anh đâu. Để xem gương mặt vàng trong làng xuôi thời bị gạ là ai nhé mọi người. Streamer Thủy Tiên. Mặc dù so với tên tuổi của những nữ streamer phía trên thì cô nàng Thủy Tiên có phần không hot bằng, thế nhưng đỏ về nhan sắc và số đo 3 vòng thì đúng là không có thuộc bố con thằng nào đâu đấy nhá. Và cũng chính vì vậy mà nhiều người đã lầm tưởng cô nàng là người rất dễ dãi trong chuyện chăn rau chăn cỏ, nên đã gợi cô nàng đi tour với mọi điều kiện có thể. Sau khi nhận được những tin nhắn kỳ cục từ những đấng nam di thì cô nàng Thủy Tiên đã thẳng thắn chia sẻ lên mạng xã hội. Không thích hoa nhỏ đâu. Em không thích hoa nhỏ đâu. Em không hợp với những hoa nhỏ. Cô nàng cho biết giờ cô nàng còn độc thân và vẫn muốn đi tìm real love cho cuộc đời của mình. Đấy, thứ người ta cần là một tình yêu không hồi kết, chứ không phải một tình yêu chết qua một đêm đâu đấy nhé các ông ơi. Sau khi đã cùng theo dõi về những drama của các daddy thì các bạn có thấy sợ hãi hùng với thế giới loài người không? Hãy để lại chia sẻ phía dưới phần bình luận nha. Và đừng quên like, share, subscribe và click vào video mới nhất của chúng mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.